trong cái chuyện mà hiến tạng khi mà chẳng may cái người bệnh đó bị chết não hay tim ngừng đập, những cái cơ quan tạng hiến của họ sẽ phải được bảo quản làm sao vận chuyển tới cho đúng kịp thời gian. Thì cái thời gian bảo quản của từng tạng nó sẽ khác nhau. Tỉ như tim, phổi thì cái thời gian tối đa để cho được bảo quản trong lạnh chỉ tối đa là 6 giờ. Gan thì được khoảng 12 giờ. Và thận thì dễ dàng hơn khoảng 24 tiếng. Tuy nhiên những cái cơ quan khi mà mình để cái thời gian bảo quản lạnh nó càng lâu thì cái sự thoái hóa của mô tế bào càng nhiều và chức năng hồi phục kém hơn. Đặc biệt là tim nếu mà thất bại thì đồng nghĩa với cái người bệnh đang chờ kia người ta sẽ chết. Thay vì người ta có thể vài tháng nữa người ta chết, nhưng mà vì cái cuộc mổ này mà chúng ta bị chậm trễ cái thời gian, không mang về kịp, bị kẹt xe hay là bị delay máy bay thì là mình bị trễ, là cái cơ quan hư, thì đồng nghĩa với cái người bệnh kia người ta sẽ phải tử vong. Tử vong sớm hơn dự định nếu mà người ta không ghép. Cho nên là trong cái quá trình điều trị của mình á, khi mà mình đã quyết định cái cuộc mổ, mình sẽ phải làm sao chuẩn bị thật tốt tất cả mọi chuyện. Đặc biệt là đối với tim, đối với gan là phải có sự chuẩn bị nó nghiêm ngặt hơn là cái thận. Thì là khi mà người ta, cái phẫu thuật viên đi nhận tạng á, thì người ta sẽ đánh giá cái chất lượng của cơ quan ngay trên bàn mổ. Và cái người ở nhà đó, người bệnh cũng vẫn được chuẩn bị, nhưng mà chưa mổ, nằm đó chờ. Khi mà các phẫu thuật viên ở chỗ mà tiếp nhận tạng hiến á, người ta nói là chất lượng tạng tốt, thì lúc đó là cái nhóm ở nhà người ta mới bắt đầu cái cuộc mổ và người ta chờ đợi cái cơ quan khi mà tiếp nhận về đặt vô để ghép. Thì cái quá trình chuẩn bị đó nó phải là rất là nhiều người, rất là nhiều nhóm, từ cận lâm sàng cho tới là các bác sĩ lâm sàng và các phẫu thuật viên. Trong cái quá trình mà để đánh giá mô tạng hiến đó, thì là cái nhóm của các bác sĩ hồi sức cấp cứu, người ta sẽ phải làm sao cái trong cái quá trình hồi sức, vừa hồi sức để điều trị bệnh cho cái người mà hiến, người ta đánh giá coi cái bệnh lý mà của cái người mà có tiềm năng hiến tạng này đã được điều trị làm tận cùng chưa, còn cái gì mình chưa có làm được, thì là các nhiệm vụ của các bác sĩ hồi sức đó người ta sẽ phải đánh giá thẩm định rất về cái chẩn đoán và điều trị cho người bệnh đó. Thì trong cái quá trình hồi sức tích cực đó, họ sẽ những cái thuốc men của họ xài á, thì nó cũng là một cái mối nguy cơ cho cái sự hư hại cơ quan. Nếu mà liều vận mạch cao thì cái sự tổn hại cơ quan hiến nó nhiều. Cho nên kỹ thuật hồi sức của các bác sĩ, người ta hồi sức tối đa, người ta điều trị tối đa, nhưng mà người ta phải cân đong đo đếm làm sao cho những cái liều thuốc đó nó không ảnh hưởng đến mô và cơ quan, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Đó là một cái tính nghiêm ngặt trong y đức của cái người bác sĩ. Không phải vì cái người bệnh kia người ta ký tờ đơn đó, gia đình người ta ký đơn đó để hiến tạng mà mình ở đây mình làm sai. Thì cái đó là cái đánh giá về y đức, và chúng tôi làm rất nghiêm ngặt, và luật pháp đã quy định nghiêm ngặt trong cái việc chẩn đoán chết não, chẩn đoán ngừng tim như thế nào để cho đúng, để hạn chế cái sự làm mà không đúng theo cái quy cách của giới y khoa. Thì tất cả mọi cái khâu đều có sự chuẩn bị hết. Những người bệnh được tiếp nhận cơ quan ghép, họ sẽ phải có tên trên danh sách chờ với đầy đủ những thông tin về y khoa của họ. Và những người bệnh đó ở trên danh sách chờ, tất cả mọi người đều như nhau. Người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy, người có quyền thế gì cũng vậy. Tất cả mọi người khi ở trên danh sách chờ đều có quyền bình đẳng như nhau, không phân biệt là điều kiện của người ta như thế nào. Chỉ có một cái khác là gì? Tiêu chuẩn y khoa. Những tiêu chuẩn y khoa của người hiến và người nhận, nếu nó hòa hợp với nhau thì đương nhiên sẽ được chọn. Còn không hòa hợp thì mình ghép, thì nó thải ghép thì càng nguy hiểm hơn.
Cho nên là trên cái danh sách chờ, cái sự quản lý của hệ thống chứng minh cho cái sự minh bạch trong tuyển chọn. Tất cả những tiêu chuẩn tuyển chọn về y khoa, về xã hội, về tuổi, về giới, về những cái bệnh kèm theo của người bệnh đều được mã hóa thành những cái tiêu chuẩn về điểm. Ai đủ điểm, ai hòa hợp nhiều nhất thì người đó đương nhiên được nhận. Và tất cả những việc làm của những cái sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau, giống như ngành y tế và công an của Bà Rịa và thành phố Hồ Chí Minh như những ca vừa qua, đó là một cái sự hỗ trợ để làm sao rút ngắn được thời gian để mang tạng về đến nơi. Người ta sẽ hợp tác, sẽ làm việc. Người ta không có nghĩ đó là cái tạng đó vận chuyển cho ai. Người ta chỉ biết rằng người ta hỗ trợ cho ngành y tế đưa cái tạng về đến nơi đúng cho cái người bệnh kịp thời gian, không trễ. Thì cái trách nhiệm đó là của người ta làm việc vô tư, không phải vì người bệnh có thế lực có này có kia thì họ mới phối hợp với nhau. Đó là một cái quy cách làm việc phối hợp giữa ngành y tế và ngành công an. Tất cả mọi chuyện nó đều có những cái quy định của nó, và mình cứ dựa trên quy định đó mà mình thực hiện và chuẩn bị bệnh nhân.